nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, năm linh mục, một nữ tu và hai giáo dân bị phiến quân vùng nói tiếng Anh đòi ly khai ở Cameroon bắt giữ sau khi đốt phá nhà thờ Đức Mẹ Maria ở làng Nơ Trang, tỉnh Bamenda hôm 16 tháng 9 vừa qua. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Cameroon nói rằng, chúng tôi bị sốc lớn và kinh hoàng khi hay tin về vụ đốt phá nhà thờ và bắt giữ các linh mục, nữ tu và giáo dân như thế. Một vụ như vậy chưa từng xảy ra, và như chúng tôi được biết, không có lý do nào được đưa ra cho hành vi đáng kinh tởm chống lại nhà Chúa và các sứ giả của Chúa như thế. Chưa có tổ chức nào tự nhận là tác giả vụ tấn công này, nhưng thường những hành động phá hoại như vậy là do các lực lượng đòi ly khai và thường chúng đòi tiền chuộc mạng hoặc đòi phải thương lượng với các vị chỉ huy của họ. Cameroon có đa số dân nói tiếng Pháp, nhưng cũng có một vùng ở mạn Tây Bắc và Tây Nam nói tiếng Anh thiểu số. Từ 5 năm nay, tranh đấu đòi tách miền này ra khỏi Cameroon để trở thành một nước độc lập. Cả nước Cameroon do Tổng thống Paul Biya, 89 tuổi, cai trị với bàn tay sắt từ 40 năm nay, từ năm 1982. Ông ra lệnh đàn áp những thành phần đòi ly khai. Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Bảy, ngày 17 tháng 9, các giám mục công giáo Bamenda lên án cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có và nói, cho tới nay, giáo hội vẫn chưa biết tại sao họ lại hành động như vậy. Các giám mục chỉ ra rằng, từ năm 2016, khi cuộc khủng hoảng ở khu vực nói tiếng Anh bắt đầu, dân chúng đã phải chịu nhiều đau khổ. Linh mục, nữ tu và giáo dân trở thành mục tiêu dễ dàng của những kẻ bắt cóc, tra tấn và những tay súng vô lương tâm. Các cuộc tấn công ngày nay gia tăng. Theo các giám mục, giờ đây, làn sóng bách hại chống phẩm trật giáo hội trở thành trò chơi mới của cuộc đấu tranh, và các nhà truyền giáo, những người quên mình đến phục vụ dân chúng lại thường bị đe dọa. Ngoài công giáo, các cuộc tấn công này còn nhắm vào giáo hội trưởng lão và giáo hội Baptist ở nước này. Đối với các giám mục của tỉnh Bamenda, hành động này đã vượt qua ranh giới đỏ. Vì vậy, các vị mục tử kêu gọi những kẻ bắt cóc các linh mục, nữ tu và các tín hữu của Nơ Trang hãy thả họ ra ngay lập tức, đồng thời kêu gọi những người đốt phá nơi thờ tự và những người bảo trợ hãy sám hối. Các giám mục bày tỏ tình liên đới và gần gũi với giáo hội địa phương Mamphe và đức cha Aloysius Fondong, đặc biệt với cộng đoàn giáo xứ Nơ Trang, mời gọi tất cả các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội và các thừa tác viên cũng như cho những người bách hại. Các giám mục viết, chúng ta cầu nguyện cho việc bảo vệ và đồng thời cầu xin sự tha thứ cho những người phạm tội, như Chúa Kitô trên Thánh Giá đã cầu nguyện. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thông cáo của Hội đồng Giám mục tỉnh Bamenda kết thúc với lời kêu gọi, những người thiện chí canh chừng người và tài sản của giáo hội, bảo vệ họ khỏi quyền lực của kẻ ác. Trong 5 năm qua, các khu vực nói tiếng Anh ở Tây Bắc và Tây Nam Cameroon là nơi diễn ra cuộc xung đột giữa các chiến binh ly khai và các lực lượng vũ trang chính quy. Giáo hội luôn ủng hộ đối thoại và hòa giải, nhưng vẫn không tránh khỏi những hành động tàn bạo và bạo lực của cuộc xung đột này. Nguồn tin tổng hợp từ Đài Chân Lý Á Châu và Đài Vatican News. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.